Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với anh em kỹ năng của cái con tướng mới ra nhất ngày hôm qua, đó, con pháp sư Alighter. Thì mình sẽ giới thiệu tướng trước cho anh em, sau đó mình sẽ giới thiệu cách lên đồ này, bảng ngọc và giới thiệu cách chơi con tướng này. Đầu tiên là con tướng, đây chính là con Alighter. Con Alighter đây, Alighter. Rồi các bạn mời nhiều quá, mình đang làm video mà. Đó, thì về cái ngoại hình ý, thì nó giống hệt với nhân vật Loki trong phim Thor ấy, thần sấm Thor ấy. Đó, giống hệt cái anh trai của Thor trong tên là Loki. Nhưng mà ở đây nó tên là Alighter áp thần xảo quyệt. Rồi, về ngoại hình nó tướng là thế, mặc bộ quần áo màu xanh này, khống chế một quả cầu màu xanh và toàn bộ kỹ năng là màu xanh, có vẻ yêu màu xanh, ghét chiến tranh và yêu hòa bình. Rồi cái nội tại của nó là mưu đồ xấu xa. Thì khi Alighter nó dùng kỹ năng, nó sẽ nguyền rủa mục tiêu và đạt 3 lần cộng dồn sẽ kích hoạt một vụ nổ gây 130 phép sát thương chuẩn. Rồi, cái kỹ năng thứ nhất của nó là rào chắn ma thuật, thì nó sẽ tạo một cái hàng rào, thì khi tướng địch đi qua sẽ bị mắc vào cái hàng rào đấy và bị choáng và chịu sát thương phép, và đồng thời nó cũng cộng thêm một cái lời nguyền. Cái kỹ năng thứ hai là ma trận đau khổ, thì nó tạo một cái vùng lục năng ở cái trên mặt đất và ai dẫm vào cái đấy thì sẽ bị sát thương phép liên tục, 3 lượt sát thương phép thì sao, mỗi lần cộng dồn, mỗi lần dồn sát thương phép đó sẽ được cộng một lời nguyền. Đó, thì cái kỹ năng này nó kết hợp với cái kỹ năng nội tại thì nó lượng sát thương ra là rất là lớn. Rồi, còn kỹ năng cuối của nó là nhà tù ma thuật, thì Alighter sẽ bẫy kẻ thù trong một nhà thù ma thuật và gây sát thương phép 100 sát thương phép và choáng 2,5 giây. Thì các bạn chú ý là khi sử dụng kỹ năng này thì mình phải đứng im trong 2,5 giây đó. Thế là mình sẽ làm tướng địch đứng im và chịu sát thương phép, nhưng đồng thời mình cũng phải đứng im luôn. Rồi, giới thiệu sơ qua vì ngoại hình và kỹ năng của tướng là như vậy thôi. Còn bây giờ mình sẽ đến phần trang bị. Rồi, trang bị thì anh em cứ nên những món đồ phép thôi, vì cái con tướng này nó các kỹ năng khống chế của nó là rất là tốt rồi. Bây giờ anh em cứ nên full phép cho nó. Rồi, full phép và giảm hồi chiêu nha. Thì món đồ đầu tiên của các tướng phép là món đồ Ngọc Đại Pháp Sư. Món đồ này là món đồ rất là quan trọng. Nó có vừa có máu này, vừa có công phép này, vừa có giảm hồi chiêu này. Khi món đồ này được mắc ấy, theo thời gian được mắc ấy, bạn nên cảm xứng không tốt, thì nó được 20% giảm sát thương phép, 20% giảm hồi chiêu. Đó, mỗi 30 giây được tặng thêm 12 công phép, cộng dồn 10 lần này. 10 lần thì anh em sẽ cộng được 120 sát thương phép, 50 máu thì anh em được cộng thêm 600 máu, 500 máu và 10% giảm hồi chiêu. Thì là món đồ này mắc là 220 phép và 500 máu và 20% giảm hồi chiêu, quá lợi không? Và cái nội tại của nó thì anh em sẽ được hưởng 20% lượng máu và năng lượng hồi phục khi lên cấp. Rồi, món đồ quá là tiện lợi, không thể thiếu cho các tướng phép. Rồi, món đồ thứ hai thì chắc chắn là lên giày rồi. Thì mình sẽ lên giày thuật sĩ để giảm hồi chiêu. Món đồ thứ ba thì mình sẽ lên một cái trượng băng đi. Trượng băng thì để tăng tốc độ chạy và cái hiệu ứng làm chậm khi dùng kỹ năng, rất là tốt.
lên trước băng, mình sẽ lên phương niệm Hecate. Cái dương niệm này thì tăng lượng sát thương phép rất lớn và cái phá giáp phép. Rồi sau đó mình sẽ lên trượng băng. Trượng băng thì cũng rất có lợi rồi, anh em chơi thì rất hiểu cái trượng băng này rồi. Và cái thứ tư mình sẽ lên quyền trượng Reha, tăng phép công phép này, năng lượng và máu đôi A. Khi mình dưới 40% máu thì được cái khiên phép thuật. Món đồ cuối cùng thì mình có thể nên giáp hồi sinh hoặc là nên phép, thì mình theo mình hướng mình là nó nên phun phép, thì mình sẽ nên sách thánh được cộng 400 phép và nhận 1400 máu nội tại. Ok, đồ đạc thì nó tương đối như vậy thôi, như là nên phun phép và giảm một chiêu. Như thế này mình sẽ được 30% giảm một chiêu này, và lượng phép của mình thì tầm hơn 1000. Ok, thì sang phần tiếp theo mình sẽ sang phần ngọc này. Ngọc thì mình chỉ có điều kiện là dùng ngọc cấp 2 thôi. Ngọc cấp 2, ngọc đỏ thì mình sẽ dùng ngọc tăng công phép và xuyên giáp phép. Ngọc tím thì mình sẽ dùng ngọc công phép, giáp phép và hút máu phép. Ngọc nục thì mình sẽ dùng giáp phép và hút máu phép. Ok, sẽ vào trận thôi. Bây giờ mới vào trận và test cho anh em sử dụng kỹ năng. Rồi vào trận đấu rồi, đợi mãi thì cái bạn kia cũng đồng ý để vào trận. Rồi mình sẽ chọn Alighter luôn. Nhầm, hay mình quẩy đường giữa chứ. Rồi đường giữa mình quẩy. Xem lại một lượt kỹ năng của nó, đọc cho nó thấm. Ok, tất cả đều ok, đã thuộc lòng kỹ năng của nó rồi. Đợi vào chiến thôi. Đội hình mình thì như thế này là khá là ổn đấy, có hai tăng cứng này, sát thủ AD rất tốt, và mình là con tướng phép cũng khá là nhiều chiêu khống chế. Xem đội hình bạn nào. Và có 2 AP nhá, Alighter và Morgana, 2 AP khủng, Hindu hiệu ứng choáng và voi tăng, cộng với bạn AD của bên bạn là đi rừng. Nó là con Phoenix ấy, con Phoenix tướng ra trước cái con Alighter này, mới ra thôi, mới ra vào dịp năm mới. Thì nên con Mobile Việt Nam thì ra tướng rất là không có lịch, thì anh em có khi đợi cái con Phoenix ra hàng tháng trời, nhưng mà sau khi ra con Phoenix thì mấy hôm sau thì đã ra cái con Alighter này. Nếu mà theo lịch của bên Liên Quân Mobile Đài Loan này, cứ một tuần một tướng, rất là đều đặn. Rồi mình sẽ đi được mid, và mình sẽ tăng chiêu 2 để farm. Chiêu này farm quái rất là nhanh, anh em nên ưu tiên tăng trước để farm. Và mình sẽ phải đấu với 2 mid team bạn, vì vậy mình sẽ ôm farm thôi. Ôm farm cho nó an toàn.
Vì bạn đôi bạn không nhường nhịn nhau nên pick 2 AP và tranh nhau. Rồi cứ đặt cái chiêu 2 vào đấm quái thì farm thôi. Rất là nhanh các bạn thấy không? Rất là nhanh xong đấm quái. Rồi trên đường trên có giao tranh. Đường trên có giao tranh. Rồi rút lui thôi. Không thể làm gì được. Ở giữa và farm thôi. Các bạn đi đường giữa thì chú ý các nên có giao tranh nhá. Mình vừa hỗ trợ được mà mình cũng quan sát được hướng đi của thiên địch. Đó, mình vừa bị ganh. Hai ganh luôn. Hai tướng xuống ganh luôn. Rất là nguy hiểm. Thì mình nói sơ qua cách combo kỹ năng của con này. Thì anh em sẽ dùng chiêu 1 để khóa chân và đặt chiêu 2 để rút máu địch. Đó là cái combo nó núp mình ở level dưới 4. Còn khi anh em đặt level 4 thì anh em sẽ dùng combo là chiêu 1 để khóa chân này, xong đặt chiêu 2 xuống luôn và sau đó mình sẽ ulti dùng chiêu 3 luôn. Và khi dùng chiêu 3 thì anh em nên đứng im mà không được di chuyển. Chốc nữa mình có combat mình sẽ thực hiện kỹ năng cho anh em xem. Ồ đôi bạn đang ở dòng con. Mình sẽ ra bắt luôn này. Nói anh em đặt chiêu 1 xong chiêu 2 xong dùng chiêu 3. Ở đây mình sẽ đặt chiêu 1 mid vì phán đoán sai hướng đi của đối thủ. Nó đặt cái đấy vào hướng di chuyển của tướng địch. Thì địch cũng đi vào sẽ mất rất nhiều sát thương. Mình vừa ca hát nhét từ hai mạng, rất là ngọt. Rồi đặt thông tới rồi. Các bạn có thể đặt chiêu 2 để cầu máu đối thủ. Đó, đặt chiêu 1 mình chưa chiêu 2 thì mình sẽ dùng chiêu cuối luôn. Rất là không may là bị Gidu dùng chiêu ulti phá, chiêu choáng phá mất chiêu của mình. Nếu không thì bạn Alighter team bạn sẽ nằm xuống rồi. Đó, mình cũng có thể dùng chiêu 1 để khóa phá chiêu của Gidu. Ăn được dung team bạn rồi. Rút về. Chiêu cuối, ôi không đủ mana rồi. Mình combo đến chiêu thứ hai thì không đủ mana để dùng kỹ năng cuối. Rồi tiếp tục giao tranh. Đó, đặt chiêu 1 khóa. Rồi chiêu 1 khóa và chiêu cuối thì mở gan ga thì không có cửa chạy. Em chú ý chiêu 1 có thể xoay được nhá. Xoay các hướng theo chiều ngang này, chiều dọc này. Dùng rất là linh hoạt. Anh em dùng chiêu 2, dùng chiêu 1 khóa chân này, xong dùng chiêu 2 luôn. Sau đó dùng chiêu cuối khóa, đó. Cứ combo như mình thôi. Combo rất là đơn giản. Nhưng mà cái lượng sát thương nó rất là khủng khiếp. Đó, dùng cái chiêu 1 để khóa chặn tướng địch. Không cho địch di chuyển qua. Nếu mà nó đi qua thì nó sẽ bị choáng.
bắt luôn nó này. Nó là đường chiêu cuối khóa mở gan ga lại. Team bạn đã phế hoàn toàn. Mở gan ga như sao là chết. Con này để thủ rất là tốt. Đấy, anh em dùng chiêu 1 để cản bước quân địch và dùng chiêu 2 để cầu máu. Việc con Alighter thủ quân địch rất là khó lên. Đó, anh em còn dùng thể dùng chiêu 1 để phá cái chiêu cuối của con Gindu. AD thì mình có vẻ khá là xanh rồi. Sau được mình hỗ trợ mấy mạng, bạn đấy là rất là xanh. Mở gan ga tự dẫm vào bẫy này, từ bẫy của mình. Mở gan ga một combo là chết thôi. Đó, chiêu này khóa này, trong chiêu cuối này. Đó, lực sát thương là rất là lớn. Mở gan ga gọi là phế luôn. Phế toàn tập luôn. Been slain.